Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Bảo Quyên, mình học lớp 32 trường Tiểu học Nam Trung Yên. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện những tên cướp biển tí hon. Xin mời các bạn lắng nghe. Chưa từng có tên cướp biển nào đáng sợ hơn Tước Sùng Xanh. Nghe đồn rằng hắn có khứu giác nhạy đến nỗi có thể ngửi thấy mùi vàng bạc từ cách xa nhiều dặm, và thính giác tinh đến độ hắn có thể ngay lập tức phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm dù nhỏ nhất. Không một ai dùng gươm điêu luyện như hắn, và không một ai đấu súng thắng hắn. Không may, tên cướp biển rồi cũng già như tất cả mọi người, và khi có tuổi, hắn bắt đầu mất dần khả năng nhìn, ngửi và nghe. Tin tức về những chuyến cướp biển, cướp bóc và đổ bộ lên các tàu hàng dần ít đi, và những thủy thủ được ra khơi bình yên hơn mà không phải lo lắng sẽ gặp Tước Sùng Xanh. Thì cướp biển khét tiếng đã nghe phong thanh về một nhóm cướp biển tí hon có khả năng tìm được bất kỳ kho báu nào cho dù giấu kỹ đến đâu. Bắt lấy bọn chúng, hắn ra lệnh cho tùy tùng. Nếu chúng thật sự thông minh như mọi người đồn thổi thì chúng sẽ dẫn ta đến nơi có của cái. Những thủy thủ tí hon cao không quá 5 gam tay, chúng mảnh dẻ, mặc quần áo màu sặc sỡ, trông giống như những diễn viên hài hơn là cướp biển. Chúng không có tàu, chúng giải thích cho đã xuống Tước Sùng Xanh, nên chúng tôi đồng ý với đề nghị của ngài. Chúng tôi sẽ dẫn ngài đến kho báu của chiến làm tinh cá, và chúng ta sẽ chia chắc công bằng. Nhưng tôi cướp biển tí hon không biết lái tàu, nhưng chúng biết chỉ hướng cho tàu Tước Sùng Xanh đi đâu. Tàu vượt biển hẹp, đi vòng qua đảo Hải Đăng và tiến vào viện tinh cá. Với sự trợ giúp của chiếc lạ bàn và bản đồ, chúng dẫn đoàn địa điểm trên dấu kho báu. Một tá đàn ông to cao lực lưỡng, khuôn vác số rưng rầy vàng thỏi và tiền xuống lên tàu của Tước Sùng Xanh. Nhanh chân lên, chuẩn bị căng guồm. Tên cướp biển già ra lệnh khi nhìn thấy biển rộng và những đám mây đen đang tiến về phía họ. Một cơn bão khủng khiếp bất thần đổ xuống, như cơn sóng đại dương khổng lồ rung lắc con tàu. Tàu của Tước Sùng Xanh bị đổ mất cột buồm và có nguy cơ bị đắm. Tàu chúng ta quá nặng, hai tên cướp biển nói với thuyền trưởng. Chúng ta phải bỏ lại một phần hàng hóa thôi. Tước Sùng Xanh nghĩ rất nhanh và ra lệnh vứt bọn trẻ khỏi tàu. Ngài đang nói gì vậy, thưa thuyền trưởng? Người kia gắt thốt lên. Chúng chỉ là trẻ con thôi, tên cướp biển già liền nói luôn, và vứt lên cả tên canh gác này nữa. Ngài điên rồi sao, thuyền trưởng? Đầu bếp lên tiếng. Nếu không có ác canh gác, chúng ta không thể sống sót qua trận bão này. Vứt luôn cả tên đầu bếp láo xược này nữa, Tước Sùng Xanh hét. Ngài rất đúng, thưa thuyền trưởng. Đứa thông minh nhất trong số bọn trẻ cất tiếng. Con tàu quá nặng, nhưng cho phép tôi nhắc lại với ngài rằng, với kinh nghiệm xung pha bao năm của ngài, ngài thừa hiểu không thể nào cập bến mà không có người canh gác, và đầu cướp biển sẽ không thể sống sót qua ngày mà không có vị đầu bếp tài năng này. Thêm nữa, cậu bé ngẫm nghĩ, những cái biển tí hơn thậm chí cứ không nặng bằng nửa số vàng. Có lẽ chúng ta nên vứt một ít hàng hỏi tàu. Vứt châu báu của ta xuống biển đáy biển ư? Không đây nào. Thì thuyền trưởng, xin hãy nhớ những tên cướp biển tí hon này là ai. Một trong số thủy thủ đoàn nói không có kho báu nào thoát khỏi chúng, và chúng chắc chắn có thể đưa chúng ta quay lại với số vàng này. Thật vậy, nếu để phí mất tài năng của chúng thì quá tiếc, đầu bếp nói thêm. Và ngài luôn nói rằng tài năng là thứ hiếm có, khó tìm. Thực tế là phải có ai đó thay thế chúng ta khi chân chúng ta không còn di chuyển được nữa. Tước Sùng Xanh kết luận, ta có ý này, vứt tất cả số vàng cần thiết cho tàu, có thể tiếp tục đi mà không gặp trở ngại. Các ngươi có công nhận đó là sáng kiến hay không? Nhờ cách đó mà thủy thủ đoàn đã cứu cho lũ trẻ khỏi bị ném xuống biển trong cơn bão. Những cướp biển thì hơn lại cứu thủy thủ đoàn, có kết thúc Tước Sùng Xanh thì cứu tất cả mọi người. Trần Đức kể rằng khi tàu cập cảng, tên cướp biển già đã tách đoàn một mình quay lại tìm số vàng đã mất, và từ đó không ai còn nhìn thấy hắn nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Bye bye!